Siêu bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình. Và mình là Thắng đây. Và hôm nay Thắng sẽ khoe cho tất cả các bạn biết cái tài năng tán gái của Thắng nó siêu như thế nào nha. Thì hôm nay Thắng có một cuộc hẹn với một bạn nữ. Thì bây giờ Thắng sẽ đi chuẩn bị quần áo này, đầu tóc này, nước hoa này để đi gặp bạn đấy nha. Và hôm nay Thắng có tán được bạn đấy hay không thì bạn hãy nhớ đón xem cái video của Thắng ngày hôm nay nha. Còn bây giờ Thắng đi chuẩn bị thôi các bạn ơi, let's go. Trời ơi, sao mình đi tắm mà người ta cũng cho cái màn đi tắm này nhỏ. Thì mình mặc mỗi cái quần xịt ở trên người nè. Người của mình bốc mùi lên, có những khói chắc là hôi lắm nè. Ở ngực thì còn có cả lông nữa, bụng là còn bụng vẻ nữa, chắc là mình nhiều tiền lắm nè. Bây giờ thì mình sẽ tắm này. Bây giờ người ta cho mình hai lựa chọn này. Một là cái con vịt này, kiểu như con vịt mà ở cái con vịt nhựa kêu nó kêu píp 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 đấy. Hai là bật cái vòi nước lên, tất nhiên là đi tắm là phải bật cái vòi nước để cho ra nước rồi. Mình sẽ chọn cái vòi nước này. Đó. Thế là bây giờ gội luôn cả đầu nè, ra bao nhiêu bọt luôn, vừa tắm vừa nghe nhạc. Và bắt đầu đến màn tiếp theo. Màn này là màn một là người ta chọn xế tóc khô này, hai là ủ tóc này. Tất nhiên là mới tóc xong hay sợi tóc nó ướt thì sẽ phải xế cho khô đi. Xế tóc này. Đó. Ôi. Xế tóc là chuẩn rồi, nhưng mà cái máy xế này nó bị đảo. Cái máy xế này từ Trung Quốc sang là lỗ bùm phát luôn, thì cháy đen xì luôn. Mình lại phải chơi lại từ đầu này. Chọn vòi hoa sen này. Tắm đi lại phải tắm lại từ đầu này, cháy đen xì đầu luôn. Bây giờ đến không được chọn cái máy xế tóc nữa nha, mà chọn cái máy phủ tóc này. Đấy, cái máy này cũng làm được khô tóc à. Bây giờ mình mới biết đấy. Để ta nhìn này luôn. Bây giờ là bước quan trọng này, chọn đồ này, đồ bình thường này, mặc áo phông hay là mặc áo vest đây. Mình nghĩ là mặc áo vest đi. À không, mặc áo vest thì khó chịu lắm, như thế là không tự nhiên, như kiểu là giám đốc đi gặp nhân viên ấy. Mình sẽ chọn cái bộ quần áo phông này đi. Ui giời ơi, được không, được luôn các bạn nè. Ý. Vậy là đã qua cái màn đầu tiên, màn cái như vẻ màn bề ngoài ăn mặc nè. Tiếp tục các bạn ơi, sang lại màn tiếp theo này. Ui, đang trên đường đi gặp gái kia, gặp một cái hố này, người ta chưa đổ bê tông xong thì bây giờ thì đi đường nào bây giờ? Người ta cho chọn nhảy qua này hay là đổ bê tông cho kín cái hố này này. Mình nghĩ là mình không nhảy qua đâu, nhảy qua thì tóc tai của mình nó bơ phờ hết, nên là mình chọn đổ bê tông cái hố này nha. Đổ bê tông này vào, chọn ông được không? Tinh đi tinh tinh được luôn nè. Đến nhà của cái gái này rồi, nhưng mà hoa của mình ấy, hoa của mình nó bị hôi rồi, nó bị héo hết rồi này. Bây giờ gì đây, một là người ta cho dùng lửa này, hai là dùng quạt này. Ui, mình sẽ dùng cái quạt mình thổi bay hết cái hơi, thổi đi. Dùng lửa quạt này tưởng đốt nhà thì thôi luôn đấy. Dùng cái quạt này bạn ơi. Đó. Không được rồi, dùng cái quạt này thổi mấy cái hơi thối vào hết người cái bạn gái kia, thì là bạn ấy ghét mình này. Lúc lấy này, mình dùng quạt không được, nên là bây giờ mình phải dùng lửa đây. Mong rằng là đừng có lên lửa đốt nhà bạn gái nha. Kiểu như làm ảo thuật nè, đốt cái bó hoa thối này đi. Dạ ơi, đang trên đường đi đi uống nước thì gặp ngay một vũng nước này này. Hay là lấy cái vũng nước này uống tặng. Không phải, một là người ta cho chọn cái áo này, hai là người ta bắt làm gì, người ta bắt đi ra rìa này. Tất nhiên là có vũng nước này phải đi ra rìa chứ. Đây, đi ra rìa này các bạn này. Trời ơi, mình nhìn thấy ô tô thì mình không kịp cắn này. Lúc lấy đi rìa sang bên không được, đi xuống đường là bị ô tô đâm. Thế nào, mình sẽ chọn cái áo này xem nào. Ui sao ôi, cái này mình xem rồi. Mình xem trên TikTok cũng có một ông giải áo xuống đất để đừng bắn cho một cái bạn nữ đi. Tiếp trong game này cũng vậy này. Tiếp theo, sao mà tiếp theo người ta tặng mình cái bộ quần áo mới nhưng mình không thèm. Mình đang tán cái bộ này rồi, sợ mặc bộ khác hoặc là cái bạn nữ này sẽ không nhận ra mình. Ôi, đã đến quán ăn rồi nha bạn ơi. Hình như bạn nữ này bị cái con gì. Ui sao rồi, bạn nữ này bị con sâu hay con gì chui vào trong áo này. Thế là mình ngồi sợ quá. Nhưng mình phải nghĩ ra cái này ra. Một là lấy tay đập vào lưng này, hai là ui lấy tay đập vào lưng. Ui sao cố cái này, đã cố cái này này. Chọn cái đầu tiên đi, cái đầu tiên đi, đập vào lưng này. Mình còn đập bạn nữ này ngã té xuống ghế luôn. Lại. Ui yeah. Cái đầu tiên không được, làm cái thứ hai. Ui đấy, thì ra là cái con rán này, con gì chui trong người bạn gái mình này. Ui thôi xong,
mình làm đủ cây lên thì là lửa cháy luôn cả áo, cái quần, cái tóc của bạn gái rồi. Mình phải dùng cái bình cứu hỏa này mình xịt người bạn nữa này. Rồi cuối cùng thì cũng đã tắt nửa rồi các bạn. Tắt nửa rồi là phải qua được màn chứ. Lửa này, bây giờ thì mình sẽ chọn cốc nước nhá. Đấy, cốc nước hắt vào mặt. Hắt vào mặt. Hắt vào mặt thì dập nước luôn. Thật là vào đầu mà lúc ấy dùng cái bình cứu hỏa không được, thế mà dùng một cốc nước con lại được luôn. Uầy, hóa đơn này bắt đầu ăn hết rồi. Bây giờ hóa đơn 270 đô. Nhưng mà mình phát hiện ra là mình không mang tiền. Thế là bây giờ chắc là mình sẽ xin cái bạn nữ này tiền các bạn ơi. Đấy, cái thứ nhất là người ta bắt chạy đi. Chạy đi là chỗ nhà hàng đấm chỗ vỡ mồm luôn. Cái này xin bạn nữ tiền này. Ok, mình sẽ xin, à không, mình sẽ vay bạn nữ tiền. Xin tiếp mình về, mình sẽ trả nhá. Nào, vay bạn nữ tiền. Đấy, đi ăn bắt bạn nữ trả tiền. Thế nào, bây giờ bạn nữ này tức giận mình lên này. Mình không qua được cái màn này. Bạn nữ này không muốn trả tiền ấy, thì chắc là cái mẹ này dù bạn nữ này chạy trốn cùng với thằng. Các bạn ơi, chạy thật nhanh thì không nói chủ nhà hàng bắt được là đúng như muốn thẳng một cú luôn. Ô, chạy nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Đấy, thì ra là chạy trốn mà các bạn đừng học theo nha. Không có tiền là phải xin chủ quán đấy, hay là chờ đợi bố mẹ mang tiền lên. Thì chứ đừng có chạy trốn này, người ta đập coi luôn. Đấy, sang level tiếp theo. Có một cục nha, cục này gọi là cái cục gì, cục tạ hay cục sắt cực kỳ là lặng luôn, mình quên mất rồi. Cái đe, đúng rồi, cái này gọi là cái đe sắt này cực kỳ là lặng luôn. Bây giờ một người ta cho dùng cái cú đấm này sao giờ cái bàn đấm ra mình không hiểu lắm, nhưng mà mình hiểu cái thứ hai là đẩy bạn nữ ra. Bây giờ thì mình phải đẩy bạn nữ ra, nhưng mà cái đe rơi trúng đầu bạn nữ chết luôn. Đẩy bạn nữ ra đó, cái cục. Sự việc xảy ra trong nháy mắt, đẩy bạn nữ thoát khỏi cái đe, thêm ô tô đâm luôn. Cái này gọi là tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa, nên là mình sẽ chọn cái đầu tiên này. Mình khỏe thế, mình đấm vào là cái đe bay sang khác luôn á, sợ thế nhỉ. Bây giờ mình với bạn nữ đi xem phim này, nhưng mà xem phim này là xem phim ma, nên là bạn nữ này rất là sợ này. Bây giờ bạn nữ sợ thì mình sẽ kiểu như mình sẽ đây, người ta cho chọn hai phương án này, một là ăn bỏ ngô hay là cái gì ấy, hai là kiểu như khoác vai bạn nữ cho bạn nữ đỡ sợ này. Nên là mình sẽ chọn cái thứ hai nha các bạn này, chọn cái thứ hai này. Đó, để tay lên vai. Ôi, cái bạn nữ này tưởng mình lợi dụng là tát cho mình một phát luôn. Người ta đấm quăng lên vai, có gì đâu mà tát. Mà sợ quá, người ta quăng lên vai không cho. Thế là bây giờ mình phải cho bạn ấy ăn tổng ngô này. Ma thì sợ, mà có ăn phát là hết sợ ma luôn. Kinh quá, mấy mặt. Tự nhiên giảm cho phim mất điện. Và có một cái mặt lạ ma này. Bây giờ người ta đã chọn cái đèn pin và một cái gậy bóng trời. Chắc chắn là không dùng gậy bóng trời được rồi. Tối hôm ra biết ai mà đánh, nên là phải chọn cái đèn pin này. Biết ngay mà cái con ma này là con ma giả. Làm sao mà dọa được mình, chỉ dọa được bạn nữ cái thôi. Sang level tiếp theo, quay lại tặng mình cái skin mới này. Áo cây dừa hoa huyết quần màu hồng thôi, không lấy cái skin này đâu. Nhanh nào, để đi sang tán gái màn tiếp theo nào. Ôi, đang trên đường xe Vin trở về nhà thì gặp ngay cục xít ở giữa đường. Không biết là con bò hay là con chó nhà ai mà ị cả sát đường đây. Mình lại phải lấy sáng mình xúc đi này các bạn này. Lấy sáng xúc đi. Ôi, sao em lại đứng ở đấy, anh xúc vân anh. Đổ ra chỗ khác mà em đứng đây là anh đập ngay vào mặt của em. Mình muốn bạn này xúc một phát, kẻ phân tỏ tượng đập ngay mặt bạn lữ này. Bây giờ phải dùng cốc nước này, dùng nước đuổi, dùng nước đổ phân hết ngay cái cục phân này, phân tỏ ra mặt. Mình đã biết tội phạm của cái cục phân đấy rồi, thì ra đây là cái cục phân của con chó này. Bây giờ nó đang dọa mình với cả bạn nữ của mình này. Mình, bạn nữ mình rất là sợ cho ngắn rồi. Có một khúc xương này, chó thích ăn xương nha. Đây, tao quăng cho mảnh khúc xương này. Ôi giời ơi, nhìn mặt của nó bây giờ đáng yêu thế nhỉ. Ghét ơi là ghét luôn. Nó ăn hết xương xong nó quay lại nó cắn mình nè. Nhưng các bạn nữ kia không nhìn thấy nè. Wow. Bây giờ mình sẽ cầm cái sáng mình dọa nó. Nhanh lên, bạn đi chạy đi. Đúng rồi, con chó này. Mày cứ phải dùng cái biện pháp mạnh cơ. Tiếp tục sang level tiếp theo. Không biết, ôi vẫn. Úi dồi ôi, mình đi mua nước cho bạn nữ này không may
chân móc vào hòn đá này, phụt bao nhiêu nước vào mặt của các bạn nữ này luôn này. Sợ quá. Bây giờ phải làm thế nào ta? Cái thứ nhất là người ta cho chọn cái bìa cắt tông hay là cái giấy nâu gì đó. Cái thứ hai là cái kiểu như cái áp được mình không rõ, nên là mình sẽ chọn cái thứ nhất đi, là cái giấy. Đúng rồi, cái này kiểu như cái bìa chắn để cho bạn nữ này thay này, nâu rửa này. Mình biết cái máy này các bạn ơi. Cái máy này là cái máy gấp gấu bông này. Thì bây giờ anh sẽ gấp cho em một con gấu bông nhé. Cái thứ nhất người ta chọn cú đấm này. Cái thứ hai là cho tay vào lấy con gấu bông này. Chắc chắn rồi, cho tay vào lấy con gấu bông này. Móc ra. Được không ta. Mình cho tay vào móc con gấu bông này là mình bị biến ngay vào trong cái máy đấy này. Bây giờ phải dùng cái cú đấm siêu năng lực này lấy cái con gấu bông ra. Rồi đấm nào, rụng ra luôn đấy. Chứ còn móc như là chui một phát vào cái máy kia luôn thì không chui ra. Bạn nữ chán quá không muốn về nhà nên là thằng đã đưa bạn nữ đi chơi trò chơi mạo hiểm. Nhưng mà số đen quá, đang chơi cái vòng quay này thì mắc luôn ở cái chết đỉnh như này. Bây giờ người ta cho chọn này, cái cú đấm này, cú đấm siêu năng lực này hay là tiền. Hay là đang chơi nó hết tiền nhé. Đúng rồi, đang chơi hết tiền rồi, thế là phải chọn đồng tiền này. Đúng rồi. Kiểu như người ta bắt lạc mày nghe. Mới đầu người ta bảo đu quen hết 5.000 thôi, nhưng mà mình đu lên tới đỉnh người ta lại đổi ý, người ta bảo hết 10.000. Nên là mình phải chấp nhận thôi chứ. Bây giờ mình đang ở trên đỉnh không giảm thêm thì người ta lại không cho mình xuống. Thật là bấn mở, mình phải tránh xa cái công viên này ra. Sang level tiếp theo. Mình cho cái ông trong cái máy xích đu, trong cái máy đấy gọi máy xích đu hay là máy vòng quay gì đấy, cho có ít tí tiền trong 10.000 thôi. Mà cái tên trộm này cứ tưởng mình có đại gia, mình có nhiều tiền cơ. Bây giờ mình có tiền mà cho cái tên trộm này. Bây giờ chỉ còn một cách, đó là chạy thôi các bạn ơi. Chạy nè. Chuẩn luôn. Chứ làm gì còn tiền mà cho. Tên trộm vẫn chưa tha cho thắng cùng với bạn nữ. Lên là bây giờ một đàn đá, đá cái bình sắt quay lại, hay là gọi SOS. Gọi SOS là gọi cảnh sát thì cảnh sát làm sao mà đến kịp được. Nên là thằng sẽ đá cái thùng rác vào cái tên trộm nha. Đá thùng rác vào. Ngã đi, cho mình cái này cái thùng ăn trộm ăn cắp này. Đúng là ông dành con. Mình với bạn gái của mình đã chạy vào cái khu đường cùng rồi nè. Và bây giờ không còn đường để chạy nữa. Bây giờ thứ nhất là dùng cái cú đấm huyền thoại. Thứ hai là dùng cái icon khóc này. Tức là phải khóc kiểu như van xin đấy. Không làm sao phải van xin cả. Đi với bạn gái thì làm sao phải van xin. Dùng cú đấm huyền thoại này. Sao mình lại có thể thua với tên trộm này nhở? Lúc lễ đấm nhau không lại cái tên trộm này, mình sẽ phải khóc thôi. Khổ quá mà. Khóc này thì khóc này. Sách bắn nước yêu khóc. Uế, cái màn này tiêu tán nha. Anh em phải cho cái bạn nữ cái khóc chứ. Lại cho mình khóc này, mình khóc kiểu chan ra nước mắt vào trơn quan tên trộm kia tưởng ngã. Thôi bạn luôn đấy, cái màn này hơi bị sàm. Sang level tiếp theo đi. Rồi. Hôn nè. Đến lúc hôn nhau thì mình lại bị cái thằng chú chín đầu bắt mình thì bắn đứa này cho vào cột nè. Thế này nó cũng điên không chứ. Bây giờ phải dùng cách gì đây? Cái thứ nhất là dùng một cái hòn đá này. Hòn đá thì làm gì mà cắt được sắt. Cái thứ hai là người ta cho dùng kim nè. Rồi dùng kim đi. Ngoay. Ui, ngoay. Cái ổ khóa của mình chọc một phát vào tay thế nào. Ây da, đau tay quá. Đã chuẩn bị hôn nhau thì gặp một tên lạ mặt, chắc chắn là cái đàn em của tên trộm hôm nay rồi. Dùng hòn đá này để cưa ra. Được không? Ui, rất là điêu tản luôn nhá. Cái hòn đá mà đập được cái thanh sắt này vỡ đôi ra. Rồi bắt đầu đến kiếm bạn nữ nè. Thứ nhất là người ta dùng gương nè. Thứ hai là dùng cái miếng format này. Mình để ý nhá. Mình để ý ở đây có cái hang chuột này. Nên là mình sẽ dùng cái miếng format này. Mặc dù mình không biết dùng cái miếng format này sẽ giúp được gì cho mình, nhưng mà nó vẫn hơn là dùng cái mảnh gương này. Mảnh gương nó chả liên quan, mình còn đứt tay thêm ấy. Dùng miếng format. Có một con chuột. Nó cắn dây trên mình. Rồi sao đi bình tĩnh thế nhỉ? Bị bắt cóc mà đi rất là bình tĩnh luôn, mình cũng chịu luôn đấy. Xem nào. Một là người ta cho dùng cái rìu. Tất nhiên là không dùng cái rìu rồi. Thắng sẽ dùng cái cú đá bằng chân của thắng này. Đấy, thì thế này mới giống anh hùng chứ. Dùng cú đá bằng chân. Đi cóc. Xấu hổ quá, ta cũng phát đến tận thắng.
Trời ơi, lần này thằng sẽ không thể nhịn nữa mà thằng sẽ lấy cái điều thằng đập thì cửa gỗ ra. Ui trời ơi đấy, nhanh và gọn chứ lúc nãy mình thể hiện mình lên chân đập một phát em nó bật một phát mình bay mấy chục mét luôn. Yeah. Cuối cùng thì thắng cùng với bạn gái thắng đã cởi trói và trốn thoát được khỏi cái ngôi nhà mà một tên lạ mặt vô danh nào bắt cóc tụi thắng. Thắng đang hôn nhau bắt cóc không đúng lúc, thiếu gì lúc bắt cóc mà bắt cóc đúng cái lúc đang hôn đấy. Thế là mới bực chứ các bạn. Nhưng không sao, đã trốn thoát được khỏi cái ngôi nhà đấy rồi. Và thắng sẽ kết thúc cái video đây nhá. Và hôm nay thắng cũng đã tán được cái bạn đứa đấy rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ thì bye bye.